được biết là bác đang điều trị bệnh ngứa tại trung tâm thuốc dân tộc và hiện tại cũng đang tiến triển rất là tốt. Vậy nên cháu xin bác chia sẻ một vài cái cảm nghĩ của mình khi trong quá trình điều trị bệnh và khi đến trung tâm điều trị bệnh bác nhé. Rồi, xin cảm ơn của cháu Hoa. Dạ. Hôm nay lần thứ hai tôi đến đây. Dạ. Lần đầu đến đây là trước Tết. Có bệnh ngứa tôi ngoại thành như thế là 30 năm rồi, từ năm 1995. Đến khắp nơi, từ bệnh viện Y học của dân tộc của Bộ Công an, rồi Y học dân tộc của chỗ Nguyễn Bình Khiêm, rồi đến nông thôn viên, kể cả các thầy đồng nghi, nhưng là cứ uống một thời gian xong là lại tái phát, nhất là cái thời tiết nó thay đổi. Ở miền Bắc mình thì là bốn mùa, mỗi mùa mỗi lần thay đổi thì cơ thể ngứa rất khó chịu vào ban đêm, cho nên người ta bảo tại sao ông này không không béo lên được. Vâng. Đấy, bởi vì là ăn thì ăn được nhưng là ngủ không ngủ được, Dạ cho nên vâng. ai mà bị bệnh ngứa thì Dạ. biết rằng là cái ngủ rất quan trọng Vâng. vào thức đêm. Dạ. Mà khi lên trên mạng tôi mới thấy rằng chỗ thuốc dân tộc đây thì rất nhiều người đến, thì tôi cũng có đến, thì bác được bác sĩ Quyên và các nhân viên ở đây là tiếp xúc và chào đón rất là nhiệt tình, Vâng. rất là vui vẻ, Dạ. và lên thì được bác sĩ Quyên cũng là khám bắt mạch Vâng. và giải thích cho một loại một số. Thì từ mùng 6 tháng 1 đến nay tôi đã uống đến hôm nay là 2 tháng. Vâng. Thì sau khi được điều trị và uống thuốc của mình đây thì thấy cơ thể nó cũng tiến triển khá lên một tí, tức Vâng. là cơn ngứa đã dứt, Dạ. nhưng là thời tiết nó dần thay đổi, bắt đầu hơi chuyển mùa, đang nóng chuyển sang lạnh hoặc lạnh sang nóng thì vẫn còn cái hiện tượng ngứa, nhưng Dạ. đặc biệt là vẫn bị kiêng. Cho Dạ. nên thứ nhất là uống thuốc này là phải kiêng, Dạ. thích thịt gà không dám ăn và thịt Dạ. bò không dám ăn, mà rượu bia ông nào mà nghiện nữa thì là càng phải tránh xa ra. Cho Vâng. nên là riêng thuốc dân tộc này là đòi hỏi sự kiên trì, Vâng. và cái người bệnh thì lại phải là theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, thèm Dạ. gì phải cố mới nhịn. Các Dạ. cụ nói là bệnh ở từ miệng mà, Vâng. cho nên tôi cũng rất là lưu ý trong vấn đề này. Vâng. Đến đây trong cái thời gian tới tôi cố gắng chữa thêm 1 tháng nữa. Hôm nay đến khám lần thứ hai bác sĩ bảo là đã đỡ rồi, Vâng. thì còn cái hiện tượng đấy thì uống thêm 1 tháng nữa. Mà có người có thể là 2 tháng 3 tháng Dạ. thì là khỏi, nhưng tôi bị lâu quá rồi, Vâng. tôi nghĩ rằng chắc cũng phải 6 tháng, 5 đến 6 tháng Vâng. thì bệnh của mình khỏi, mà khỏi ngứa được đấy là hạnh phúc. Dạ. Ai cũng biết rằng là bệnh thì phải kèm già thì kèm với bệnh, Vâng. đấy là quy luật tự nhiên. Mà là mình chữa được cái bệnh này nữa thì cuối cùng lại hơi ngược quy luật tự nhiên đi, tức là già mình không có bệnh nữa là tuyệt vời. Dạ Nên là vâng. xin cảm ơn Dạ. thuốc. Dạ vâng, thì cháu cũng cảm ơn những chia sẻ của bác.